Dư tội quyển 3, chương 28 Cao thủ tiến môn 1. Bệnh viện ung bú nằm ở thành Tây Đại Nguyên khu nối tiếp giữa nội thành và ngoại thành, trước kia đây vị trí khá hẻo lánh trong thành phố, nhưng có thể nói bệnh viện là một sản nghiệp thúc đẩy phồn vinh một vùng không hề sai, quán hàng hai bên bệnh viện mọc lên như nấm, tiếp đó là nhà nghỉ. Mỗi ngày qua lại là những khuôn mặt sầu lo, bước chân nặng trĩu người đông thì kèm theo đó là kẻ xấu cũng nhiều, đặc biệt là những kẻ nhắm vào túi tiền căng đầy của người nhà bệnh nhân. À, đừng hiểu lầm, chúng tôi không nói tới bác sĩ đâu, khụ, khụ, mà nói tới bọn trộm kia. Mỗi khi vụ án xảy ra, ít là một nghìn, nhiều thì vài vạn, còn có tên trộm to gan trộm cả thẻ ngân hàng của nạn nhân, sau đó tìm riêng người mất, thỏa thuận bán lại, vì sợ lỡ thời gian chữa trị, bọn họ đành phải nín nhịn mà chấp nhận. Còn người ít hiểu biết, cả đời không chơi được thứ kỹ thuật cao, đem bó tiền cuốn trong người thì khuynh gia bại sản, từng có người nhà bệnh nhân sắp phẫu thuật vì thế leo lên tầng thượng muốn tự sát, may bệnh viện thay đổi lập trường bắt buộc đóng phí trước, mới cứu được một mạng người. Tiểu lạc, cao thủ săn trộm mà cháu mời đâu? Viện trưởng Tằng Hạ Vũ hỏi, ông già tóc đã bạc, da đồi mồi, trán hàng nếp nhăn xong tinh thần vẫn quắc thước, chỉ cần bệnh nhân nhìn tướng mạo của ông ta chắc chắn sinh lòng tin có thể sống tiếp. Lạc Gia Long lúc này đang ngồi trong phòng giám sát, khóe mắt nhìn thấy thử tiêu và lý nhị đông ngồi trong chòi nghỉ của bệnh viện cởi giày đi đất rất mất giá trị không dám nói đó là người mình mời tới bác tằng bọn cháu mời người của đơn vị bảo mật cậu ta tới rồi nhưng là ai tạm thời chưa thể lộ diện à thế cũng được mà tiểu lạc này nhờ cả vào cháu đấy bác sắp vỡ đầu rồi đây này vấn đề trị an bình thường mà lại phải đi cửa sau giải quyết mà đi cửa sau cũng không ăn thua bác tới phân cục ba mấy lần rồi Tằng Hạ Vũ phiền muộn hơn cả người nhà bệnh nhân. Lạc Gia Long vội hứa hẹn lần này mời có thủ săn trộm, chắc chắn không thành vấn đề, sẽ bắt hết trộm trong bệnh viện. Kỳ thực câu này đến hắn cũng chột dạ, còn định hỏi gì đó, nhưng mà viện trưởng rất bận, điện thoại không ngừng, có chuyện gấp phải đi, Lạc Gia Long cũng nuốt lời muốn nói vào, lát sau hắn cũng có điện thoại, nhìn một cái không khác gì gặp thánh chỉ, chạy ra chỗ rẽ vắng vẻ nói, yên nhiên, sao lại nhớ gọi điện cho anh thế? Ha ha, anh làm việc thì em yên tâm đi, xong cả rồi. Không phải bốc phép, anh mời cao thủ sang trọng số một tỉnh thành tới giúp cha em đấy. Chuyện của cha em là chuyện của anh. Thật, cha em cũng là cha anh mà hì hì. Ngọc tới sâu răng rồi, xem ra nhiệm vụ lần này có không ít nội tình. Vấn đề của bệnh viện ung bú tồn tại lâu ngày, nơi này vị trí hơi xa, lại nằm sát khu thành phố của bên sông phần, thêm vào lượng lớn nhân khẩu ngoại lai thành nơi trọng điểm tai họa phân cục 3 không phải không đã kích, mà đã kích cũng không nhanh bằng tội phạm tăng trưởng. Đặc biệt sau khi bệnh viên chữa trị thành công nhiều ca bệnh khó vang danh xa gần, càng không cản nổi bệnh nhân kéo về theo đó là thương nhân và trộm cắp bám theo đuôi. Lạc Gia Long cúp điện thoại, đó là bạn gái hắn, viện trưởng tầng là cha vợ tương lai, nếu không sao hắn chịu tốn công sức như vậy, chạy tới nhờ cậy cả phân cục 3 nhờ đội trưởng phụ trách hình sự tới đội chống trộm cắp đòi người. Chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời, lạc gia long vừa xuống lầu vừa gọi điện tới cửa tỳ thử tiêu và lý nhị đông sáng tới người chê chiêu đãi không chu toàn người than vãn thái độ không thân thiện tức điên mỗi tay nhéo tay một tên lạc gia long mắng thử tiêu lão nhị nói cho hai đứa biết chuyện này liên quan tới hạnh phúc của anh mày nếu làm ăn không tử tế tôi tuyệt giao đừng đừng lạc đà anh tuyệt tình thế sau này chúng tôi xẻo ai lý nhị đông gỡ tay hắn ra bắt trộm thì liên quan chó gì tới hạnh phúc của anh tuyệt giao cái gì chẳng lẽ chúng tôi có ai giao gì với anh mà tuyệt thử tiêu cười gian bỏ đi nói rõ với các cậu kỳ thực đây không phải là chuyện của tôi lạc gia long kể đầu đuôi viện trưởng tầng nhiều lần tìm tới phân cục ba phân cục ba cử tiểu tố tới trú trong bệnh viện hiệu quả rất thấp ái nữ của viện trưởng tầng không thích cao phú soái chỉ thích cảnh sát nhỏ vì lấy lòng cha nên kéo bạn trai tới vì thế lạc gia long dính vào việc này hắn tới bệnh viện cùng người phân cục ba giám sát nhưng chẳng bắt được trộm mà còn thành trò hề tóm lại lạc đà mặc cảnh phục ăn cơm nhảo nghe lạc gia long trình bày một hồi dài thử tiêu bình phẩm ngắn gọn xúc tích vỗ tay với lý nhị đông đét một cái lạc gia long đỏ mặt tí tai mặt dày nói tóm lại có giúp hay không đương nhiên chuyện công chẳng ai quản chuyện riêng thì phải giúp lý nhị đông vỗ ngực đảm bảo Thử tiêu cũng đủ nghĩa khí, cho anh biết, nhiều người tới đội chúng tôi muốn kéo chúng tôi đi, đội trưởng chúng tôi không nhã, vì anh nên bọn tôi mới tới. Nhưng chỉ hai người các cậu có ích gì không? Bệnh viên chi ba vạn, phân cục ba phái bảy người tới, chặn ba cổng bệnh viện mà không ít gì, làm tôi không biết giấu mặt vào đâu. Vải, những ba vạn, vậy định cho chúng tôi bao nhiêu? Lý Nhị Đông nhảy dựng lên, trong đám anh em thì hắn là tên nhà nghèo nhất. Hoa hoa, chuyện công cũng phải làm, rốt cuộc bao tiền. Thử tiêu cũng sáng mắt. Lạc Gia Long chán nản, không phải anh em thời đi học đã tác mỗi đứa một phát đuổi về, cả xã hội đang đi lên, chúng nó cứ thích đứng một chỗ, chỉ là vì cần nên xuống nước cầu xin, hai người anh em, ai phục diêu rồi, đừng nói tiền vội, bệnh viện không thiếu vài đồng tiền, rốt cuộc là làm thế nào đây? Chuyện này do Dư Nhi quyết. Lý Nhị đông lòi đuôi. Vậy Dư tội đâu rồi? Tới lâu rồi, cậu ấy đã đi khắp bệnh viện mấy vòng không thể nào tôi theo dõi camera suốt ngày lạc gia long không tin lạc đà anh mà nhìn thấy thì cậu ấy đã không phải là cao thủ săn trộm số một thử tiêu lên mặt kể cả đừng ngạc nhiên anh chỉ dùng máy tính tốt thôi cái đầu trên cổ chẳng ra sao đâu lý nhị đông vỗ vai lạc gia long nghe vậy khôi phục được chút lòng tin nhân phẩm dư tội đáng nghi nhưng y làm việc khiến người ta yên tâm nói vài câu đột nhiên há hốc mồm chỉ một người ăn mặc như nông dân lên thành phố kiếm việc dép lê quần rách áo công nhân xanh da trời người đó đã đứng đó từ lâu phì phèo thuốc lá nếu không phải hai người này nhắc thì hắn không nhận ra được là dư tội im lặng hóa trang điều tra dân văn phòng máy lạnh không hiểu đâu lý nhị đông ra hiệu im lặng thử tiêu cầm di động lên gọi lát sau thần bí ra hiệu đi lên cái xe vang rách nát đổ cách đó không xa đợi thêm một lúc nữa dư tội cũng đi lên cảm khái, bệnh viện rộng thật, ba cổng, người xe đều có thể ra vào, nếu nghi phạm có xe tiếp ứng, độ khó cao lên không ít, hơn nữa góc chết camera có tới 43 chỗ, hành lang thang máy, vườn hoa. Hành lang tới nhà ăn ngầm, quá nhiều chỗ phi tan vật chứng, loạn hơn ngoài đường. Hai người kia đều nghe ra, biện pháp cũ không thể dùng được rồi, không thể kéo cả đội tới ôm cây đợi thỏ được, lạc da long sốt ruột, vậy thì làm thế nào? như tội đột nhiên trừng mắt chỉ mặt lạc gia long mà mắng, chó má, lạc đà, anh gài bẫy tôi à, vì vấn đề trị an của bệnh viện này đã có hai đồng trưởng đồng công an mất chức. Tôn Thiên Minh bị phân cục ba ra hạn phá án một tuần, giờ thời gian đã trôi qua ba ngày. Có phải hết cách rồi, tính kiếm người để đùng đẩy trách nhiệm không? Định tìm thế mạng đấy hả? Bảo sao chịu hạ cố xuống chỗ chúng tôi? Lạc Gia Long xấu hổ, nếu có cách thì mà muốn hạ mình đi nhờ đồng nghiệp, chuyện trong địa bàn của mình lại chạy tới địa bàn khác tìm người ta giải quyết, mất mặt lắm chứ. Thử tiêu nhảy vào giữa hai người khuyên, dư nhi, dư nhi, không phải thế đâu, chuyện của lạc đà phải giúp, anh ấy tán được con gái viện trưởng, vụ án này mà không phá được sẽ ảnh hưởng tới hài hòa trong đời sống tình dục của người ta. Lý Nhị Đông cũng nói giúp, đúng thế, giúp đi dư nhi, sau này anh em ai có ưu ác tính tới đây được giảm giá. Chát, chát, chát. Ba cái tác làm tên suy nghĩ không qua đầu phải im mồm, giảm giá thế ai mà mong. Dư tội chưa tỏ thái độ, châm điếu thuốc ngồi nhìn dòng người qua lại nườm nượt như đi chợ, loại địa phương này không thể duy trì trật tự, đôi khi bệnh nhân tranh chấp còn dùng vũ khí đánh nhau, người nhà bệnh nhân đều thần kinh căng như dây đàn rồi, một chút kích thích nhỏ cũng có thể đứt phực một cái gây ra sự cố trí an nghiêm trọng. Hỗn loạn, phức tạp, mẫn cảm, đủ loại khó khăn, mà thân phận của dư tội thì e chỉ điều khiển được mấy người anh em thôi lực lượng thiếu hụt nghiêm trọng rất khó y đi quanh bệnh viện mấy vòng rồi thấy không ít kẻ hành tung đáng ngờ y biết ở nơi nào đó có kẻ đang gây án có người khóc trong tuyệt vọng giống hình ảnh xem hôm qua điếu thuốc lá dần dần cháy hết tình huống như thế chỉ có cách mạo hiểm thôi lạc gia long nhìn dư tội mày nhíu chặt phát hiện ra hai người đã chênh lệch rất xa có chút hối hận vì kéo bạn học vào vũng bùng này Chẳng may mà không xong việc, mới có được chút danh tiếng thành vết bẩn, dư nhi, nếu khó quá thì thôi, dù sao đây không phải chuyện xảy ra ngày một ngày hai nữa. Sai. Dư tội ném mẩu thuốc lá đã hút hết đi, tự hồ rất khó chịu với thái độ của Lạc Gia Long, anh có mục đích gì, tôi không bận tâm, có những chuyện mắt không thấy thì thôi, đã thấy rồi thì không bỏ qua được. Làm thì chắc chắn sẽ làm, trình độ bọn này rõ ràng cao hơn trọng cấp đường phố, tôi muốn chơi với bọn chúng một phen. Lạc Gia Long thở vào, vậy nhân thủ. Chuyện này càng ít càng tốt, hơn nữa không được cho ai biết đã thay người, Lạc Đà, bảo đội trưởng tôn rút người đi, không thể trống dông cờ mở, nếu không sẽ kinh động tới bọn chúng. Dư tội đột nhiên cười, mai chúng ta tổ chức đội ngũ cạnh tranh với chúng. Cậu có ý gì? Lạc Gia Long giật mình đánh thót, đây là cái kiểu cười sắp gài bẫy ai đó. Còn gì nữa, tổ chức đội móc túi, gây án trong bệnh viện, cướp mối làm ăn của bọn chúng, cướp địa bàn của chúng, dụ chúng ra. Ý tưởng của dư tội dần dần hình thành. Lý nhị đông sáng mắt, đúng rồi, thế thì chúng ta không cần tìm chúng, chúng tự tìm chúng ta, nhanh gọn, tôi thích. Hả, thế mà cũng được à? Lạc Gia Long đứng bật dậy. Thử tiêu làm cái vẻ mặt chê bai, được, anh chưa thấy bản lĩnh của dư nhi thôi, trừ chim mọc trên người anh ra thì cái gì cậu ấy cũng lấy được lạc gia long không có tâm trạng đùa chẳng lẽ thực sự đi trộm của người nhà bệnh nhân tôi và lão nhị làm trộm giám sát camera tôi sẽ nhờ mã bằng của cục chống buôn lậu cả anh nữa là đủ về phần nạn nhân dư tội chỉ cái mặt mù mờ giống trẻ bại não của thử tiêu mọi người nhìn xem tiêu ca của chúng ta có giống thằng ngốc không giữ nổi tiền không giống lý nhị đông chỉ đợi cơ hội sỉ nhục thử tiêu nên gật ngay tức thì lạc gia long cười lệch mồm thế này tốt rồi không phải trộn thật. Thử tiêu thì vỗ đùi, lửa giận bốc cao ba trượng, không được, tôi đẹp trai hơn mọi người, vậy mà lần nào cũng bắt tôi đóng giả thằng ngốc là sao, ghen tị à. Tôi muốn làm trộn. Dư tội không thèm để ý tới sự phản đối của hắn, kéo cửa ra, lạc đà, bệnh viện lớn thế này kinh phí không ít nhỉ, thử tiêu không làm thì gọi anh em khác tới đây, bánh đậu cũng được đấy, mặt ngu không kém. Đừng đừng đừng. Tôi làm, tôi làm. Ai có ngoại hình mang tính mê hoặc diễn gì giống nấy như tôi chứ? Thử tiêu nghe tới tiền là không kén cá chọn canh nữa, bảo hắn lăn ra đóng xác chết cũng được. Hắn là loại vì tiền bán cả liêm sĩ. An bài chi tiết xong, chia nhau ra hành động. Đến chiều tới phân cục ba và Đồng công an đường y học lấy một đống danh sách nghi phạm. Hôm sau tổ chức làm việc, bất ngờ thấy Mã Bằng và Lâm Vũ Tịnh cùng tới, mặc thường phục, xách theo hai cái vali bạc, mở ra một phát toàn là thiết bị tiên tiến xem ra lần này cầu đúng cửa rồi chỉ là hắn ngày càng nhìn không thấu dư tội nữa người anh em này của mình chẳng lẽ còn lai lịch thần bí che giấu tiếp 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 lắp đặt xong thiết bị lạc da long toát hết mồ hôi lâm vũ tịnh ngạc nhiên lắm không ngờ hắn sử dụng thiết bị kỹ thuật mới này thuần thục như thế đã đem toàn bộ camera bệnh viện kết nối qua thiết bị tín hiệu vô tuyến giỏi lắm tiểu lạc chẳng trách trong thư sinh như thế mà được sử trưởng hứa đưa tới quảng châu từ nhỏ tôi đã thích mấy thứ vô tuyến điện rồi. Lạc Gia Long khiêm tốn, mắt lén quan sát Lâm Vũ Tịnh, hắn cao 1m76 vậy mà vẫn thấp hơn chị gái này một đoạn. Áo sơ mi, quần âu thoải mái ôm gọn lấy thân hình cao ráo cân đối, tóc buộc thành đuôi ngựa đơn giản, vẻ thanh xuân khỏe khoắn hiện ra lồ lộ, so với mỹ nữ lãnh đạo của hắn không thua kém. Lâm Vũ Tịnh thử điều khiển mấy camera, nhìn thấy dư tội và lý nhị đông giống như móc túi đang tìm kiếm mục tiêu, ngó nghiêng ở đại sảnh, chỉ là không thấy tên béo, thử tiêu đâu rồi. Ở chỗ này, Lạc Gia Long chỉ một người trên màn hình. Vì, Lâm Vũ Tịnh mà không nhanh tay che miệng đi là cười phun nước bọt vào màn hình rồi. Chỉ thấy lúc này thử tiêu ngồi ở ghế dài nghỉ ngơi hình tượng thay đổi hoàn toàn, đầu tóc bù xù, mặt mày ỉu xìu xìu, mặc áo công tác màu cỏ kiểu cũ đã bạc màu, đi dép cao su, cứ như sợ chưa đủ quê mùa còn ôm cái túi lớn da nhân tạo, loại hình cổ tới vứt đi mới đúng hắn ôm khư khư trong lòng như ôm con trai công nhận mấy chàng trai này hiếm có lắm trò hóa trang ngu như vậy mà trông vẫn vừa mắt mã bằng không mới móc được khiếm khuyết gì thử tiêu lúc ở dưới quê lên cũng thế này đấy ông cái ba lô to trước ngực đi vào trường cảnh sát mà run run như đi vào ổ phỉ vậy lạc gia long hồi tưởng một phen rồi cảm thán giờ cậu ta là loại người khác phải đề phòng chuyện này anh là chuyên gia anh thấy ổn chứ Lâm Vũ Tịnh hỏi Mã Bằng. Được, hình tượng này không khác gì treo tấm biển, tôi ở dưới quê lên, trên người tôi có tiền, thế này mà trộn không mò tới thì tôi không biết loại nào mới khiến chúng chú ý nữa. Mã Bằng giơ ngón cái gật cù. Lạc Gia Long thì chú ý tới điểm khác, thiết bị theo dõi giám sát cao cấp chi, thêm vào cảnh sát cấp cao, hắn không sao nghĩ thông được dư tội có bản lĩnh gì điều động mấy người này tới, chỉ là không dám hỏi thẳng, vòng vèo, anh Mã, tôi cũng tới quảng châu, sao chưa gặp anh nhỉ? tôi thì thấy cậu làm bài tập cho bọn nhóc. mã bằng cười rất bí ẩn, hắn thừa biết lạc gia long thăm dò mình, tôi nợ thằng nhóc dư nhị đó, nên tới giúp một tay. lâm vũ tịnh vẫy tay gọi, mọi người xem, mấy người này có biểu hiện khác thường, có vẻ giống trộm đấy. mã bằng ghé đầu nhìn, lập tức nhận ra vấn đề. anh từng là đặc vụ mà, có vẻ là sao, phán đoán phải chính xác chứ. Lâm muội muội, xin cô đấy, tôi là đặc vụ trực thuộc sở công an tỉnh, chả lẽ cô bảo tôi đi bắt vài thằng móc túi. Câu này làm Lạc Gia Long rùng mình, bỏ ý đồ thăm dò, biết người ta cố ý nói cho hắn nghe để cảnh cáo. Ba người nấp trong xe, xe là một chiếc xe vận chuyển thiết bị bệnh viện, không có gì gây chú ý, nhờ vào quan hệ riêng với viện trưởng kiếm được, đổ ở góc khuất dưới tòa nhà, cách phòng giám sát không xa, cách đó 200 m là đại sảnh bệnh viện. Từ 8 giờ, bệnh viện bắt đầu đông lên, 20 cửa thu phí đã có đội ngũ xếp hàng kéo dài, đại sảnh hơn nghìn mét vuông, người xếp hàng, người ngồi chờ, người qua lại, còn có bảo an và bác sĩ thi thoảng xuất hiện, thi thoảng có một vài người nhà bệnh nhân mặt mày lo âu chạy vội qua. Mấy người kia có phải không? Lý Nhị đông chọc vai dư tội hỏi. Dư tội đang cầm tờ giấy quảng cáo nước khoáng, liếc ba người cao thấp khác nhau, đứng cách thử tiêu không xa, lắc đầu, không phải, đó là cò, bọn họ giúp người nhà bệnh nhân giải quyết toàn bộ thủ tục xem họ đi nói cười thoải mái ăn mặc nghiêm túc quá mức cứ như sợ bị coi là kẻ xấu vị trí ngồi chính diện camera giám sát quan trọng hai tay không có đạo cụ ngụy trang nào không phải lý nhị đông còn có chút nghi ngờ lát sau có người tới tìm một trong ba người kia giống đang mặc cả gì đó lát sau một người nhận tập giấy tờ rời đi xem ra đúng là cò rồi hai người lát sau đổi vị trí cách cửa thu tiền không xa Thử Tiêu nghe thấy chỉ huy qua tai nghe bên trong, ông cái túi cổ lỗ ngớ ngẩn đứng bên cửa thu tiền, đi qua đi lại, tựa hồ không biết phải đi đâu, lát sau về chỗ cũ, giữ vẻ mặt sầu thảm. Thử Tiêu tới cửa thu phí số 8 xếp hàng. Thử Tiêu vừa ngồi xuống lại đứng lên, rút một tờ đơn, kéo khóa, che che đậy đậy đếm tiền, qua, nhiều thế, thiếu chút nữa hắn muốn ôm tiền bỏ chạy rồi, đếm mãi mới rút ra một cọc, cầm cùng với lá đơn, đứng xếp hàng cuối cửa thu tiền số 8 từ từ có hai người cao lớn xuất hiện sau lưng thử tiêu, không lâu sau lại có thêm một người nữa, không đứng thành hàng dọc, mà chia thành hình tam giác, xoay lưng về phía camera, lại có thêm người nữa áp sát. Bọn chúng đấy, ra tay đi, dư tội mỉm cười đẩy một cái. Lý Nhị Đông nhận lệnh đi về phía cửa đại sảnh, dư tội thì đi thẳng tới cửa số 8, lúc này thử tiêu bị che kín không nhìn thấy nữa. Ở trong xe Lạc Gia Long tức giận đấm ghế, chính là chúng, lần trước trộm tiền cũng dùng thủ đoạn y hệt thế này. Đừng kích động, bình tĩnh mà quan sát đi. Mã bằng nhắc nhẹ. Lạc Gia Long thấy Lâm Vũ Tịnh cũng nhìn chầm chầm màn hình không có phản ứng gì, liền im lặng quan sát, thử tiêu ôm túi rất chặt, mấy kẻ kia không tìm được cơ hội đành rời đi, dù sao chúng không phải cướp. Nhưng chúng lại chuyển sang cửa số 6, hình như bám theo người chuẩn bị nộp tiền khác, nơi này người nhà bệnh nhân đều tinh thần hoảng hốt, không thiếu mục tiêu ra tay. Lúc này dư tội đi tới, hết sức ngang ngược huyết thử tiêu một cái chiếm chỗ, thử tiêu dùng khẩu âm ở quê mắng, này anh sao lại chen hàng? Ai chen, hàng của nhà mày à? Dư tội thái độ rất lưu manh lất cất, cái loại người ta nhìn là muốn tác. Anh, anh rõ ràng vừa đẩy tôi ra xong liền đứng vào chỗ của tôi. Mẹ thằng nhà quê, mày làm người ta thích đứng với mày lắm ấy. Hai bên tranh cãi khiến xung quanh chú ý, mấy thằng trộm mừng thầm vì có người thu hút chú ý cho chúng, ra hiệu cho nhau sẵn sàng, chợt ngoài cửa có thanh niên chạy vào gào khóc, anh ơi, sao anh đi như thế? Anh đi rồi còn mình em với chị dâu thì làm sao? Tiếng khóc làm cả đại sảnh chấn kinh, không ít người nhà bệnh nhân thương hại nhìn người vừa sụp sùi khóc vừa lão đảo chạy về hướng phòng bệnh, chắc là có người nhà qua đời rồi. Thử tiêu tinh mắt nhìn thấy mấy thằng ăn trộm vương tay về phía một phụ nữ trung niên tóc hoa râm. Tiền của tôi. Một tiếng trống lớn, Thử tiêu như bị ai xô mạnh ngã bịch xuống đất gào lên, trộm trộm, tiền của tôi bị trộm rồi. Tiếng kêu rất đúng lúc, mấy thằng ăn trộm giật mình rụt tay lại, những người khác theo bản năng sờ vì tiền, vẫn còn. Tiền của tôi. Thằng trộm chết đâm chết chém, tao chơi tổ tông 18 đời nhà mày, bọn thất đức, đây là tiền cứu mạng của mẹ tao. Tội nghiệp quá. Bảo an đâu hết rồi, cần thì không thấy mặt đâu. Xung quanh lao sao. Tiếng khóc thảm thiết, ai nghe cũng động lòng trắc ẩn nạn nhân còn là chàng trai nông thôn thật thà nhìn cái túi bị rạch một đường dài nhưng thương thì thương chẳng ai giúp được gì ở đây làm gì có ai dư giả gì chứ này cháu mất thì mất rồi số tiền còn lại trông cho kỹ nơi này nhiều trộm lắm đấy một ông bác hiền lành khuyên lúc này bảo an ở bệnh viện bị kinh động chạy tới nhưng chẳng ai hy vọng gì họ quả nhiên là hai ba tên bảo an thậm chí còn không hỏi chuyện nạn nhân chỉ thì thầm với nhau, đứng xa xa, đợi khóc chán thì thôi. Cửa nộp tiền thúc giục người tiếp theo, cuộc sống đáng buồn vẫn phải tiếp diễn, nhưng đã làm loạn bố trí của mấy tên trộm, hơn nữa ai nấy đều cảnh giác rồi, chúng không có cơ hội nữa, rời hiện trường. Mẹ nó, đứa nào tới đây tranh ăn với chúng ta? Có nghề đấy, vết dao đó cứ rất gọn. Đại ca, nhìn kìa. Theo tay một người trong nhóm chỉ, thấy người vừa bị chết người thân khi nãy đang đứng ngoài cổng cùng với người chen hàng cãi nhau với thằng ngốc nhà quê hai thằng chó đó cùng một bọn tên cầm đầu hiểu ra ngay hùng hổ chạy tới vẫy đồng bọn bắt lấy chúng dám cướp địa bàn của chúng ta tích tắc đó hai bên đều nhận ra nhau dư tội đánh mắt ra hiệu cùng lý nhị đông chạy vào ngõ nhỏ đối diện bệnh viện một đám tiểu thương mở quán hàng buôn bán trong ngõ đứng dậy chửi bới loạn xạ vớ lấy đủ thứ rác rưởi ném theo hai tên chạy như đi đầu thai qua ngõ bị chiếm dụng gần hết để bày sạp kinh doanh. Mẹ nó chứ, mấy hôm trước còn làm cảnh sát bắt trộm, giờ thành trộm bắt cảnh sát. Lý Nhị Đông vừa chạy vừa lẩm bẩm. Ê, anh định vị bản thân cho đúng, vừa rồi người ăn trộm là chúng ta. Giọng điệu dư tội có vẻ thích thú lắm, liên tục nhảy qua chướng ngại vật, kệ tiếng chửi bới quát tháo sau lưng. Đúng là thừa thải, đã biết chúng là trộm thì ấn đầu xuống đất đánh cho một trận là đủ, cậu thì thích bày trò. Lý nhị đông lào bào. Nếu cách đó mà ăn thua thì đã chẳng có hai đời đồn trưởng mất chức, hình cảnh cũng phải tới đây, anh nên biết, đây không phải trộm bình thường đâu. Xùi xùi, chó ngoan không cản đường. Dư tội trừng mắt với con chó trước mặt, con chó này cũng nhát thấy hai con người đang rầm rầm lao tới con đuôi chạy luôn. Không phải trộm thì là gì? Lý Nhị Đông đã bắt đầu thở dốc, Hậu quả chơi game quá nhiều thiếu rèn luyện, lúc ở trong trường còn đỡ, ra ngoài không ai quản, sinh hoạt thiếu điều độ thấy hậu quả ngay. Đừng nghĩ quá phức tạp, kỳ thực chúng vẫn là trộm thôi, ha ha ha. Phát Lý nhị đông dơ ngón giữa lên, hắn cứ cảm giác như tội bày trò này vì thích làm trộm, quay đầu nhìn lại, thấy một tên chỉ tay về phía họ chửi bới truy đuổi. Hai người chạy trong ngõ hẹp tới hơn một km, khi sắp xuyên qua đầu kia ngõ thì... Kết một cái xe vang phanh trước cửa ngõ, không biết là có phải người của địch không, không dám mạo hiểm, trẻ ngay vào cái ngách gần đó, nơi này khu thành phố cũ, rất nhiều ngõ ngách, một khi trốn vào đó thì đừng hòng tìm. Ngõ cũ sâu hung hút không biết có từ thời nào, sàn lát gạch đã dập nát gần hết, tường thành thiên hạ của rêu xanh, nhà chỗ thì mái công kiểu cổ, chỗ thì lắp cửa kính, cũ mới lẫn lộn, chẳng có ý cảnh cổ kính, chỉ thấy lộn xộn, đâm ra chẳng còn giá trị khai thác du lịch người sống ở đây không nhiều, đa phần cho bệnh nhân thuê trọ. Sao thế? Lý Nhị Đông thấy dư tội đột ngột dừng lại phanh gấp hỏi. Dư tội ngẩng đầu lên trời, lỗ mũi phập phòng một lúc sau đó mặt nở nụ cười rạng rỡ như Tết đến sớm, trở trời rồi, tối nay thế nào cũng có gió lạnh. Phải, chó nó cũng không thính bằng cậu. Lý Nhị Đông bật cười, đám anh em ai cũng biết dư tội rất thích trời lạnh, không ngờ giờ tiến hóa đến mức ngửi được cả không khí lạnh sắp về thì thần kỳ quá rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy mây tầng tầng lớp lớp che bớt đi phần nào cái nắng gắt, cái thời tiết quái quỷ này kết thúc thì ai cũng mừng, nhưng giờ không phải lúc để ý, tiếp tục hùng hục chạy, chỗ này chật hẹp bị tóm được chỉ có chết. Lên! Chạy một quãng không xa bị một bức tường khá cao trắng lối, như tội hạ người xuống, Lý Nhị Đông dẫm lên người y leo lên tường, sau đó kéo dư tội lên theo, phối hợp vô cùng thuần thục. Lên tường rồi không đi mà lặng lẽ nằm xuống Quả nhiên đây là một nhóm trộm có tổ chức nghiêm ngặt Hành động thần tốc Xuất hiện một tên tóc dài lúc nãy không có mặt ở hiện trường Đuổi tới gặp ngõ cục Không thấy người đâu nữa đang hoang mang ngó nghiêng xung quanh Này, tìm tôi đấy à Dư tội nhô đầu lên hỏi rất vô tư Ở đây, chúng ở đây Thằng tóc dài hơi giật mình Hắn phản ứng cũng nhanh Tức thì vẫy tay gọi Chợt thấy bóng đen bay tới vội nhảy tránh Choang là một viên ngói cũ, chạm đất vỡ tan nát, thằng tóc dài thấy viên ngói nữa ném tới, lần này tránh không kịp nữa, trúng người, đau đớn ngã quịch xuống, không kêu nổi tiếng nào, khi đồng bọn tới chỉ nhìn thấy người trên tường đã biến mất. Bên kia tường, chúng ở bên kia. Có hai thằng thôi, đánh chết mẹ chúng nó đi, không cho chúng thoát. Bị người ta trêu đùa rồi, bọn trộm đỡ thằng tóc dài lên, vừa hỏi xong nguyên cớ, tiếng chửi bới tiếng hô hào gọi nhau vang lên không dứt, tiếng bước chân, không rõ là đối phương có bao nhiêu người. Lý Nhị Đông có chút thấp thỏm, cắm đầu cắm cổ chạy, lòng chửi bới dư tội luôn mồm. Hai người cũng không khác gì trộm, người cuối thấp, men theo mép tường mà chạy, nhìn thấy mặt đường ngay trước mắt thì có người quát, chúng nó ở đây. Ngay lối ra luôn mắt đã nhìn thấy cả xe cổ qua lại ngoài đường, bọn trộm này lập chốt chặn đường còn thông minh hơn cảnh sát, đoán chừng mọi lối ra đã bị chặn hết, bên kia hô một cái là có người chạy tới giúp, đã thấy phía sau có người cầm gậy truy đuổi. Đồng nghiệp cạnh tranh, đúng là không khách khí gì hết. Dư tội hất đầu, Lý Nhị Đông hiểu ngay, chớp mắt tăng tốc định xông qua chốt chặn, bên kia có hai người, một trong số đó xuất hiện ở hiện trường, thằng đó rút từ bên hông một con dao bấm, một không người xuống hai tay dơ ra, tính nhào vào. Giang hồ hiểm ác, chỉ có nắm đấm là chân lý. Khoảng cách mười mấy mét chớp mắt là tới, sắp va chạm vào nhau, Lý Nhị Đông chạy trước bất ngờ phanh lại, ngồi sụp xuống, hai tên kia giật mình. Dư tội tốc độ không giảm, dẫm lưng Lý Nhị Đông, Lý Nhị Đông thình lình hét to đứng lên, đẩy dư tội nhảy cao tới 2 mét, tung chân đá. Hai tên kia kinh hoàng nhìn dư tội bay lên liều mạng, tập trung đối phó, nhưng chúng nhầm rồi, sát chiêu ở phía dưới, Lý Nhị Đông rút súng nước bắt vèo vèo, tiếng thét liên hồi, hai tên kia đề phòng dư tội, nên bị nước bắn trúng mắt, nhảy lui ra sau, ra sức chớp mắt, dụi mắt, tiếp đó ôm mặt lộn gào thét. Thần khí tinh chất ớt, thiên hạ vô địch thủ. Dư tội tung chân chỉ là hư chiêu, an toàn đáp xuống đất, nhưng y co chân súc thẳng bụng thằng cao lớn không có sức phản kháng kia thì thật trăm phần trăm, thằng trộm đáng thương ngã xuống như cây bị đốn gốc, thằng còn lại hoảng loạn ôm mặt chạy bừa, lý nhị đông quét chân một cái, ngã nốt. Y A. Lý nhị đông và dư tội vỗ tay chát một cái, hưng phấn khỏi nói, vừa rồi phối hợp vẫn không kém gì năm xưa. Bọn truy đuổi cũng phanh lại, kinh ngạc nhìn cảnh hai chọi hai mà chớp mắt đã kết thúc, hai người kia thân thủ thuộc hàng cao trong băng nhóm rồi nên có chút chần chừ đùng đẩy nhau. Dư tội không do dự, cúi xuống nhặt dao gấp, lục loại nạn nhân có gì lấy hết, cuối cùng còn khuyến mãi thêm hai đá, ngoắt ngoắt ngón tay thách thức hai thằng kia, hai thằng nhìn nhau, quay đầu chạy. Chạy mau, chúng còn đấy. Lý nhị đông thấy dư tội còn lề mề chưa đi thì sốt ruột dục. Đợi đã. Dư tội ngăn lại, nhìn một thằng đang liên tục chắp tay cầu xin đạp phát vào lưng thằng đó hút đầu vào tường choáng váng nhũng người xỉu luôn thẳng thắc lợi dụng cơ hội leo tường trốn chỉ thấy gáy nhói đau không biết gì nữa rơi xuống như sung trụng. lý nhị đông khóe miệng co giật nhìn dư tội nhổ thêm bãi nước bọt mới chịu đi năm phút sau tên nằm ở trên mặt đất lờ đờ tỉnh dậy hai mắt vẫn nóng rác như bị dội dầu sôi hoảng sợ mò mẫn đảng đảng cậu ở đâu đảng đảng ở ở đây Anh Di Di, bọn chó nào thế Làm sao ác vậy Tên kia chỉ bị trúng một mắt Nheo mắt lại, nước mắt dàn dụa dịu người anh em lên Di Di và đảng đảng ôm nhau khóc nức nở Bi thảm vô cùng Không đúng, là mắt bị cay Nước mắt chảy ra không cách nào kiểm soát được Lại thêm vài phút nữa Một đám người tám chín tên cầm gậy gộc Giao phay từ trong ngõ Từ ngoài đường chạy vào Thấy anh em nhà Di Di mặt đầy máu me, tên cầm đầu nộ khí xung thiên đá mấy tên bên cạnh, nhìn, chúng mày chỉ biết nhìn. Đứng đó làm gì, đi tìm mấy thằng chó đó, lão tử phải lột da chúng. Bọn trộm vân dạ, hai ba đứa kết thành một nhóm tản đi, chỉ để lại hai người dìu anh em nhà Di Di đi về phía viện, không phải đi ăn trộm, đi nằm viện thật. Mười phút sau mã bằng xuất hiện ở hiện trường, cái ngõ vắng vẻ cách mặt đường chưa tới 100 mét, đa phần là nơi sinh sống của công nhân làm thuê, chẳng có ai ở nhà lúc này. Mã bằng chạy đà, đạp lên tường mấy phát nhảy lên bờ tường, tay mò mẫm mái nhà thấp, sau đó lấy ra camera cỡ nhỏ. Tất nhiên rồi, dư tội và lý nhị đông không chạy bừa, lối thoát được bố trí sẵn, trên tường nếu để ý kỹ sẽ thấy vạch vôi mới quét chỉ hướng cho họ chạy, tổng cộng có ba lối thoát được gắn camera. Trên xe lúc này náo nhiệt, không khác gì chợ vỡ, Lâm Vũ Tinh hai tay ôm tay hét, ồn quá. Dù thế không cách nào trấn áp được cơn hưng phấn của đám người trẻ tuổi, thử tiêu cố tình bới móc. Lão nhị, sao lại khóc anh chết rồi, em và chị dâu sống ra sao là có ý gì? Giả ơi là giả. Lý nhị cầm khăn mặt chùi đi lớp hóa trang, ai bảo giả, không phải cậu thích làm anh tôi lắm à? Cậu mà chết, để tôi lo cho tế mùi tử. Nếu không phải mã bằng gỗ cửa xe đi vào, không biết hai tên anh em oan gia này còn cãi nhau tới bao giờ. Toàn bộ người trên xe xung quanh Lâm Vũ Tịnh xem đoạn phim ghi được, Tên nào tên nấy hết sức hùng hổ, từng khuôn mặt nhanh chóng xuất hiện ô vuông quay quanh, Lâm Vũ Tịnh gõ phím, chấm đỏ hiện lên, đường kẻ xanh mảnh cắt ngang khuôn mặt, bên cạnh là phần mềm của kho tin tức tội phạm đang chạy đối chiếu. Bọn chúng bị điểm mặt rồi, cả băng nhóm sẽ là mục tiêu mới của cao thủ săn trộm. Lại có tiếng gõ cửa, Mã Bằng mở ra, Lạc da Long mặt mày hớn hở lên xe hỏi gấp, "Thế nào rồi? Thế nào rồi? Chụp được mấy tên?" Chẳng ai trả lời, có điều nhìn màn hình một cái lạc gia long nắm chặt hai tay ngửa mặt lên trời hú một tràng đắc thắng quay sang dư tội dư nhi cho tôi nói tục một câu đờ mờ nó cậu không phải là người cả xe cười rộ lên dư tội không bỏ lỡ cơ hội đừng có vội bắt chúng đấy thăm dò tình hình thêm đã cũng phải tăng thêm kinh phí tôi và lão nhị hôm nay thiếu chút nữa hy sinh anh dũng rồi đấy lạc gia long luôn mồm đồng ý ánh mắt nhìn lâm vũ tịnh sùng bái không phải sùng bái người mà là sùng bái quyền hạn trong tay cô, có thể trực tiếp truy cập kho thông tin tội phạm CCIC của mạng lưới trời. Chị Lâm, xong chưa, tổng cộng có bao nhiêu tên? 11 tên, còn vài tên chưa tra được, chắc chưa có tiền sự. Lạc Gia Long nhìn chầm chầm màn hình, thậm chí dí sát mặt tới, giọng khó tin, không thể nào. Người này hình như là bảo an của bệnh viện cơ mà, chẳng lẽ? Vừa nói một cái ai ngờ Lý Nhị Đông và Thử Tiêu cười phá lên, cả Lâm Vũ Tịnh cũng cười, cười làm lạc gia long chẳng hiểu ra sao chẳng lẽ không phải à lạc đà ơi lạc đà nếu không có nội ứng ngoại hợp thì làm sao mà chúng tồn tại lâu như thế không có chuyện cảnh sát theo dõi lần nào cũng thất bại dư tội vỗ vỗ má lạc gia long thương hai kéo cửa xe nhảy xuống đóng cửa sau xe lại đi tới khoang lái công việc đã làm tới lúc phải xẻo lạc gia long vẫn chưa từ trong chấn kinh tỉnh lại lý nhị đông bẹo má xúc xỉm nhìn mà học người anh em non lắm trong khi cậu đi tán tỉnh con gái viện trưởng thì chúng tôi đây lăn lộn ngoài đường bắt cướp, đã biết khác biệt giữa ăn cơm nhão và cảnh sát thực thụ chưa? Non lắm, ngay từ khi anh tới chỗ chúng tôi là bọn tôi biết có nội ứng ngoại hợp, mặt cũng non, cho nhéo cái. Thử tiêu thò tay ra, lạc da lông đỏ mặt gạt tay hai thằng, không tin mình tụt hậu nhanh như vậy. Càng không dám tin, Lâm Vũ Tịnh bằng vào hình ảnh hiện trường, tra ngược theo tư liệu của chúng, phát hiện mấy bảo an qua lại với một nghi phạm rất mật thiết camera giám sát cổng bệnh viện chụp được ảnh chúng ghé tai thì thầm với nhau tuy không thể dùng lắm chứng cứ nhưng chứng minh được chuyện nằm ngoài tưởng tượng ngạc nhiên tới mấy thì cơm vẫn phải ăn lạc gia long gọi điện thoại thì thầm báo kết quả cho ai đó tiếp đó trong bữa cơm rõ ràng là không được tập trung cho lắm alo yên nhiên anh vừa ăn cơm với đồng nghiệp bọn họ vất vả cả ngày rồi hả ngay bây giờ được được anh lập tức tới ngay Lạc Gia Long cúp điện thoại, mặt dạc vào hạnh phúc, có điều khi phát hiện đám anh em đang ăn nhìn mình với ánh mắt bất thiện, cười ngượng ngập, các anh em, tôi thực sự có việc, nhiệm vụ cứu vớt địa cầu và toàn bộ nhân loại gửi gắm cho mọi người, tôi. Này, sao cứ nhìn như thế? Lâm Vũ Tịnh và Mã Bằng giữ thái độ bàn quan không giúp bên nào hết, xem náo nhiệt. Trận đầu ra quân đã giành phần thắng, buổi chiều khóa chặt được 11 nghi phạm, bữa cơm này tất nhiên rất vui vẻ, bàn ăn tan hoang, nếu chẳng phải còn lái xe thì chắc là vài người uống say khướt luôn. Lạc Gia Long vốn nói ăn cơm xong cùng đi happy, bạn gái vừa gọi tới là định chạy, chẳng trách bị anh em nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Mọi người, mọi người, để hôm khác tôi mời được không, hôm nay thực sự là có hơi, Lạc Gia Long nói mãi không hết câu, cũng cảm thấy hơi dây dứt. Sai rồi. Thử tiêu dơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại, hôm nay phải do anh mời, bữa khác càng do anh mời, đó là chuyện trong phận sự không cần nhấn mạnh đúng chẳng những phải mời mà còn không được đi lạc đà anh mà dám đi mai bọn tôi không tới nữa lý nhị đông cố tình gây khó dễ lạc gia long hết sách chỉ đành nhìn tổ trưởng dư cầu viện dư tội thông thả phán trọng sắc khinh bạn có thể hiểu thấy sắc quên bạn có thể tha thứ nhưng phải có biểu thị gì đó chứ đúng rồi cả đám vào hồ cổ vũ lạc gia long nhắm mắt đưa chân được, xẻo đi. Vậy tôi không khách khí nữa nhé, để tôi đếm xem mình tích trữ được bao nhiêu, thử tiêu móc túi ra, qua, wow, toàn là phiếu đổ xăng, dày cộp luôn, lạc gia long chỉ mặt mắng vô liêm sĩ, thử tiêu càng tuét miệng cười, chỉ cần thanh toán tiền xăng cho tôi, liêm sĩ tôi không cần. Lý nhị đông sáng tới, yêu cầu của tôi đơn giản, cho tấm ảnh của bạn gái anh, rảnh rỗi tôi ngắm. Ngay lập tức, Lạc Gia Long trợn mắt một hồi đành nuốt hận xuống, Tôi gửi vào di động cậu Cho cậu xem thèm đỏ mắt luôn Dư nhi, giao hẹn rồi nhé Tôi đi trước Từ đi đi, mai báo cáo chi tiết buổi gặp mặt cho tôi Dư tội phải tay xua đuổi Lạc Gia Long vội vàng đi luôn Lý Nhị Đông hết sức đắc ý Nhận được tin nhắn đa phương tiện của Lạc Gia Long Luôn miệng nói xem em gái này có thèm không nào Có điều mở ra một cái Lý Nhị Đông ở rõ lớn Thử tiêu ghé đầu xem cười lăn ra đất Dư tội cướp di động cùng Lâm Vũ Tịnh và Mã Bằng xem, cười nghiêng ngã, đúng, đúng là ảnh bạn gái, nhưng chỉ có bóng lưng chống lan can nhìn ra xa, mắc bẫy rồi chứ sao. Bên này đang thảo luận mai xử trí lạc gia long thể nào thì có điện thoại gọi tới, tế muội tử dục thử tiêu về nhà, cái thằng này chẳng lịch sự gì, vừa chửi mắng người ta, đến lượt mình còn nhanh tay đóng gói hai hộp thức ăn sau đó chạy mất không có tí ấy nấy nào. Vậy là mất hai người, không biết mã bằng cố tình hay vô ý đề nghị, chúng ta cũng đừng ai nấy đi thôi, hôm nay không tụ tập được nữa rồi. Tôi ra quán nét chơi game, mọi người thì sao? Lý Nhị Đông hỏi. Tôi về nhà ngủ, anh Mã, anh. Dư tội chưa nói hết thì Mã bằng cắt lời, Nhị Đông, nghe đâu cậu chơi Dota khá lắm, thế chơi được Crucifer không? Chỉ cần game phổ biến trên thị trường thì tôi đều chơi qua rồi. Được, để tôi thử tay nghề của cậu. Hay, hay, chơi, tôi ở trường không có đối thủ a à, hai người lý nhị đông cao hứng đứng dậy chợt phát hiện mình và mã bằng đi vậy còn đôi dư tội và lâm vũ tịnh hắn lập tức hiểu ra khoác vai mã bằng anh mã đi thôi đi à phải tôi không để lại xe đâu hai người tự đi xe buýt mà về dù sao cậu là cao thủ săn trộm chẳng sợ bị móc túi mã bằng khéo léo nhắc khi ra ngoài cùng lý nhị đông nháy mắt ám muội với nhau phòng bao chỉ còn hai người lâm vũ tịnh từ đầu tới giờ không nói mấy trừ bị đám chim non chọc cười thì rất ít khi nói xen vào cửa đóng lại cô đột nhiên lại bật cười chuyện giữa nam nữ vi diệu vậy đấy khi chưa có ý kia khó tránh khỏi suy đoán và tưởng tượng một khi có dấu hiệu gì người bên cạnh tự giác né tránh cô biết giấy không gói được lửa thử tiêu miệng rộng cùng mã bằng mắt sắc bén chắc chắn nghe được gì thấy được gì rồi lúc này lâm vũ tịnh nhìn dư tội cũng đang cười xấu hổ cắt giọng hỏi cậu cười cái gì thế hả vậy chị cười cái gì cả hai cùng bật cười nhưng không ai nói gì cả có lẽ là cười chuyện đã qua cũng có lẽ là cười bạn bè cố ý cho họ cơ hội cũng có lẽ là cao hứng vì mấy tháng không gặp càng cười vì đã thấy rõ tình cảm của đối phương không thay đổi tất cả chỉ qua một nụ cười xóa tan mấy tháng xa lạ cùng giận dỗi người dư tội thích chính là lâm vũ tịnh trước đó tuy có cảm giác mông lung nhưng y không nghĩ nhiều thế rồi mấy tháng liền không gặp không có bất kỳ liên hệ gì cho dù thi thoảng nhớ tới nhưng ấn tượng càng lúc càng nhạt rồi hôm nay bất ngờ nhìn thấy cô qua cửa sổ lòng nổi lên giận dỗi vô cơ hình bóng lâm vũ tịnh trong lòng cùng bao cảm xúc sống lại rất đột ngột rất tự nhiên xác nhận cảm xúc của mình từ đó chuyển sang lo lắng thấp thỏm càng có chút lo sợ vô hình tất cả tan biến sau nụ cười kia linh cảm rất mới lạ như hai trái tim chung nhịp đập dư tội lần đầu trải qua loại chuyện này hiển nhiên đủ loại kinh nghiệm sống tích lũy trước đó mà người thường cả đời chưa chắc đã trải qua cũng chẳng giúp ít mấy biểu hiện của y thậm chí còn kém hơn đa số người bình thường chị ấy cười nhất thời dư tội nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô cảm thấy toàn bộ thế giới không chân thực giống như đi tàu lượn hai chân không tìm được điểm tựa khóe miệng hơi co giật suýt nửa bật cười lần đầu cô nhìn thấy vẻ lúng túng ngượng ngùng đáng yêu của dư tội sao có thể ngờ đây là tên nhóc từng đối xử thô bạo với mình hành trình cảm xúc của lâm vũ tịnh cũng không khác như tội là bao lâm vũ tịnh hiển nhiên có kinh nghiệm hơn nhiều lập tức chiếm thế chủ động cố tình gây khó dễ tôi hỏi cậu trước cơ mà dư tội ngượng nghịu ứng phó tôi thấy chị cười nên mới cười mà vớ vẩn là do tôi thấy cậu cười nên mới cười lâm vũ tịnh nhấn mạnh tự hồ cái trình tự trước sau này rất quan trọng dư tội đành thỏa hiệp được được chúng ta không thảo luận vấn đề gà có trước hay là trứng có trước nữa, coi như chúng ta cùng cười, được không? Vậy thì được. Giờ cười rồi, chúng ta làm gì đây? Vậy cậu đề nghị gì? Hình như bây giờ chúng ta chẳng có cơ hội hiến thân vì nhiệm vụ. Lâm Vũ tịnh lại không nhịn được cười, đúng là bà chị, rất dạng dĩ, chẳng ngại mấy thứ nhạy cảm. Nụ cười rạng rỡ ấy làm trái tim dư tội rung rinh, nhớ tới trưa nắng ở Quảng Châu, góc khuất vạn khoảnh trấn, cưỡng hôn nhiệt liệt, ánh mắt vừa chuyển hướng sang suy nghĩ xấu xa liền bị phát hiện. Lâm Vũ Tịnh xịt một tiếng quay đầu đi. ý tứ rõ ràng là cút sang bên. nếu không có cơ hội hiến thân, tôi đề nghị chúng ta rèn luyện thân thể. à, tản bộ nhé. dư tội không có kinh nghiệm, nhưng y có cái mặt dày đủ tiêu trừ lúng túng của cả hai bên. chuyện đó à? Lâm Vũ Tịnh vừa giữ kẻ suy nghĩ một lúc mới gật đầu. vậy thì tản bộ. mời. Dư tội đang nghe truyện trên TV Audio CV hớn hở đứng dậy làm động tác mời. Hai người sóng vai xuống lầu, quẹt thẻ thanh toán, Lâm Vũ tịnh ra trước, Dư tội chậm hơn một bước trong tay có thêm hai chai nước mát, thuận tay đưa cô, hai người thực sự giống như đồng chí, đi cách nhau 50 cm, giữ khoảng cách an toàn, thông thả dạo bước trên đường Tân Hà. Dự báo của Dư tội không sai, sau khi mặt trời khuất bóng, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng gió tử sông phần lồng lộng thổi tới mang theo hơi nước và chút cái lạnh, rất sảng khoái. Vừa uống rượu hơi nhiều, gặp gió lạnh không tốt, dư tội nhìn sang lâm vũ tịnh gió sông thổi tới làm mấy lọn tóc trước trán nàng tung bay, chiếc cổ cao đẹp đẽ, gò má hay hay đỏ, hai tay ôm vai xoa xoa nhẹ như xuôi như khiến người ta yêu thương che chở. Đây vốn là cơ hội rất tốt cho các chàng trai thể hiện nam tính mạnh mẽ của mình. Chỉ là nhìn lâm vũ tịnh cao hơn mình nửa cái đầu, cởi áo đưa cô ngoài thành trò cười thì không được tích sự gì đột nhiên nghe thấy tiếng cười vì một cái dư tội có tật giật mình lại cười gì thế lần này là chị cười đấy nhé đừng cãi tôi cười vì nhớ lại hơn nửa năm trước lần đầu tiên thấy các cậu lâm vũ tịnh chỉ cái áo nhăn nhúng của dư tội người thì ngủ gầm cầu người thì ngủ công viên còn có người sợ không dám ngủ co ro bên lề đường chớp mắt một cái đã thành cảnh sát rồi không biết sao xử trưởng hứa nghĩ ra cách này lão già đó thật độc ác tôi chưa có chuẩn bị gì kết quả bị ông ta lừa cứ nghĩ ai cũng vào trại giam đến khi sắp vào ông ta mới sai mã bằng tiết lộ chỉ có tôi vào thôi tôi bị ông ta ép cuối cùng hồ đồ đi tới ngày hôm nay dù sao cũng có đề tài để nói chỉ là nhắc tới hứa bình thu như tội vừa không cam lòng lại vừa bất đắc dĩ y như con khỉ nhỏ vùng vẫy đủ trò không thoát khỏi lòng bàn tay ông ta nhưng mà cậu làm rất tốt mà ít nhất là tốt hơn đại đa số mọi người rồi có biết khi cậu bị ban hậu cần giao về tôi nghĩ gì không nghĩ gì tôi nghĩ đời này cậu xong rồi nghề này của chúng ta mạnh được yếu thua vô cùng tàn khốc nhất là không phục tùng mệnh lệnh thì vô cùng kỵ húy cậu mấy lần liền kháng lệnh bị ném tới chỗ cảnh sát chẳng phải cảnh sát trị an không ra trị an cơ bản là thành phần bị gạt sang bên lề rồi lời lâm vũ tịnh không khỏi có hàm ý khuyên bảo trong đó kỳ thực đó là điều tôi muốn. Tôi tìm hiểu rồi, trước và sau quốc khánh 18 ngày, số trộm cắp mà các cậu bắt được bằng cả đại đội nửa năm trước, báo lớn báo nhỏ đưa tin không cần phải nói nữa, mạng nội bộ cũng có một nửa là tin bài về đại đội các cậu, nghe nói cục chuẩn bị chỉnh biên lại đại đội các cậu, lấy các cậu làm cốt cán. Nâng cao công tác đã kích tội phạm trên phạm vi toàn thành phố. Lâm Vũ Tịnh có vẻ rất chấn kinh vì việc này, mỗi lần nói tới chỗ làm cô bất ngờ, lại nhìn dư tội một cái, tò mò, sức mạnh gì khiến dư tội liều mạng làm việc như thế. Danh tiếng. Không phải, bất kể là kẻ trộm hay người bắt trộm, nổi tiếng đều không phải chuyện tốt. Vì lợi. Hình như hơi giống, ít nhất hai tên theo đuôi cậu ấy chân tay rất không sạch sẽ, nếu là ở đơn vị quản lý nghiêm ngặt sẽ là vấn đề lớn. Nói chuyện hồi lâu thấy dư tội vẫn vẻ mặt như gió thoảng mây bay, không nhịn được trêu, cậu đúng là có phong phạm cao thủ khen cậu nhiều như thế mà không có chút phản ứng nào vì tôi thực sự không nghĩ nhiều như thế đâu khi tôi bị đưa vào trại giam thấy đáng ghét nhất là cảnh sát còn tội phạm trong phòng giam rất đáng yêu nhưng khi ở đội trộm cắp lại thấy bọn trộm đáng hận có lẽ lão già nói đúng cảnh sát xấu đến mấy thì đại đa số việc làm là vì bảo vệ hoàn cảnh bình yên tội phạm tốt tới mấy thì mục đích của chúng là gây nguy hại cho đại đa số mọi người giờ cảm thụ càng sâu, hay dở gì cũng qua mấy năm rèn luyện, vậy mà bị trộn treo đùa giữa phố, nếu là người bình thường trong hoàn cảnh ấy, giống người mất trộn trong bệnh viện, trừ khóc còn làm được gì. Dư tội nhất thiết làm vì cảm xúc cùng yêu ghét cá nhân thôi, bất tri bất giác thực hiện chức của cảnh sát. Vậy là cậu muốn làm cảnh sát tốt? Không, không, tôi chỉ không muốn làm một người khách ngắm cảnh bên đường, đội chống trộm cắp loại người gì cũng có, chỉ duy nhất cảnh sát tốt là không tìm ra lâm vũ tịnh khẽ lắc đầu cười không khuyên nữa nếu lấy quy củ hạn chế chàng trai này đã không có thành tích chói lọi như ngày hôm nay mãi suy nghĩ vô tình tục lại còn dư tội cũng không biết nghĩ gì cứ vậy đi về phía trước không nhận ra cô ngước đầu nhìn lên chốc lát ngây người bóng lưng cao lớn thẳng tắp trước mắt làm cô có cảm giác quen thuộc giống như từng gặp qua đó là ảo giác thôi có lẽ trong sự quen thuộc đó có chứa loại kỳ vọng bất kể là chuyện công hay chuyện tư ở bên cạnh dư tội luôn rất thoải mái trời cuối thu chuyển sang đông, trời tối thật nhanh, cảm tưởng lúc trước còn nóng hầm hập chất mắt màn đêm buông xuống, đem cái ồn ào náo nhiệt của thành phố Đại Nguyên bao phủ trong bóng tối bình thản. Sau nhiều năm chú trọng công nghiệp nặng hủy hoại môi trường nghiêm trọng, Đại Nguyên mấy năm qua dần chuyển mình, hướng tới phát triển bền vững, đẩy mạnh du lịch. Vì thế xanh hóa thành phố làm rất tốt, giải phân cách trồng toàn cây cổ thụ tán rậm rạp, ven đường là những cột đèn đường thưa thớt, dưới ánh đèn đường thấp thoáng bóng con côn trùng vọt ra, đây là một mảnh đất yên tĩnh khó tìm cái nóng ban ngày tựa như thành câu chuyện xa xôi cách đó không xa chính là sông phần chạy xuyên thành phố kéo dài tới vô tận trên bầu trời những chùm sao tô điểm dưới mặt sông gợn sóng phản chiếu ánh đèn đô thị giống như một dải ngân hà dưới trần gian ý đâu mất rồi dư tội mãi hồi lâu mới nhận ra quay đầu lại thấy lâm vũ tịnh chạy tới chưa kịp hỏi đã bị trách cậu giỏi thật đấy đi bộ thôi mà cũng bỏ rơi tôi được làm gì có tôi vẫn đi như thế, là chị dừng lại chứ. Dư tội hoang mang, sao cô gái này toàn làm chuyện khó hiểu. Cậu cố ý. Lâm Vũ Tịnh dứt khoát nói. Tôi, dư tội định cãi, may là y chưa ngu ngốc tới độ đó, thở dài, được, tại tôi cố ý, tôi sai rồi. Thế còn được. Lâm Vũ Tịnh cười rất thỏa mãn. Hai người tiếp tục đi sóng vai, sự cố nho nhỏ làm cả hai có cớ đi gần nhau thêm một chút. Dư tội thi thoảng lại nhìn trộm lâm vũ tịnh, cứ mỗi lần gặp nhiệm vụ, cô đều ăn mặc rất chính thức, quần âu, áo sơ mi, ăn mặc nam tính hóa, có lẽ do thói quen huấn luyện, bước chân giống như đang đi đều. Nhìn quá quen mỹ nữ điệu đà trên đường phố, dư tội thấy rất mới mẻ, lâm vũ tịnh nghiêm túc lại chẳng thiếu đi chút quyến rũ nào. Hít sâu một hơi, nuốt nước bọt đã chảy ra đầy miệng, dư tội cuối cùng hạ quyết tâm, tới gần thêm một bước, mà lâm vũ tịnh tự hồ nãy giờ đấu tranh gì đó, vừa vặn quay sang, hai người mặt đối mặt, lời cùng tới miệng rồi, cuối cùng cứ thế nhìn nhau, không biết phải nói sao. Cậu nói trước đi. Lâm Vũ Tịnh luôn rất cường thế. Vậy tôi hỏi chị nhé, thích một người cùng thổ lộ cũng chẳng phải chuyện gì phải ngượng, dư tội không kém đến thế, nhưng lần đầu nên dù sao cũng lo lắng bất an, sợ đối phương từ chối mất đi cơ hội, bởi thế có một khoảng lặng mấy tháng giữa hai người, dư tội có chút trục rè, ngập ngừng mất mấy giấy cuối cùng cùng ra quyết định không thể bỏ lỡ thời cơ thế này hít sâu một hơi nói nhanh. Chỉ có bạn trai chưa? Lâm Vũ tịnh phì cười, chỉ một giây lại nghiêm mặt không nói gì, hứa một tiếng bước tiếp, không quay đầu lại lấy một lần. Dư tội thộn mặt một lúc rồi tắt mình một cái, sao lại đường đột như thế, rối rít chạy theo, đừng hiểu lầm, tôi, tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ thuận tiện hỏi, quan tâm một chút. Chị Lâm, đừng để bụng nhé chúng ta không phải là luôn giữ quan hệ đồng chí thuần khiết à. Đừng vì một câu lỡ lời mà giận chứ. Tôi không có ý gì đâu, thề. Lâm Vũ Tịnh đứng lại, giọng lạnh lùng như tra hỏi nghi phạm, thực sự không có ý gì chứ. Không có. Dư tội gật đầu cái rụt. Thề đi. Tôi thề, tuyệt đối không có ý gì cả. Vậy thì thật đáng tiếc. Lâm Vũ Tịnh miếm môi cười, đúng đồng tiền mê hồn lại xuất hiện, cố tình kích thích dư tội tôi chưa kịp có bạn trai nếu cậu không có ý gì vậy thì chúng ta chỉ có thể làm đồng chí thôi quỳnh xét bổ trúng đầu rồi dư tội toàn thân cháy xém thế quái nào mà quanh đi quẩn lại có cũng là sai không cũng là sai thế này dù sao có câu trả lời rõ ràng rồi chị ấy chưa có bạn trai lòng nóng lên đuổi theo lâm vũ tịnh đã đi xa đợi đã đợi đã sư tỷ nếu chị chưa có bạn trai thì tôi có ý khác tôi thề tôi có ý khác đấy. Tầng ý tứ đó giữa hai người đều không phải chỉ một ngày nữa, cũng chẳng biết nó từ bao giờ, cứ như vốn dĩ là như thế vậy. Lâm Vũ Tịnh còn chút xấu hổ chưa muốn công khai, đi rất nhanh, dư tội lẻo đẻo đi bên cạnh giải thích. Hai người từ đường Tân Hà đi tới bên bờ sông Phần, xem ra càng đi càng có ý khác rồi. Đồng đại soái biệt danh Lão Di, Lưu Thiết biệt danh Thiết Đảng, Kiều Tiểu Thụy biệt danh Lục Chỉ, Lý Văn Sương biệt danh Sướng Phu, PS Trai Đĩ. Đội điều tra hình sự trực thuộc phân cục 3, đội trưởng Tôn Thiên Minh xem từng cái tên không xa lạ trong hồ sơ cảnh sát, hắn ngạc nhiên nhìn cao thủ sang trọng mời tới, đúng là cao thủ, chỉ một ngày mà đã moi ra được nhiều nghi phạm như vậy, vốn chỉ ôm tâm lý cầu may, không ngờ cái đại đội ông không yêu bà chẳng thích ấy lại nuôi thiên lý mã. Tra rõ thông tin của những kẻ này thì đội hình sự bọn họ cũng làm được, nhưng trong thời gian ngắn như thế làm người ta chỉ còn có thể thắng phục mà thôi. Về phần Lạch Gia Long thì khỏi nói là đắc ý cỡ nào, cha vợ tương lai của hắn vài ba ngày lại tới phân cục ba cầu viện, sắp thành tâm bệnh rồi, hắn cũng là vô ý xen vào, ai ngờ lần này nở mày nở mặt trước cha vợ và bạn gái, cũng biết vượt địa bàn phá án là Phạm Kỵ Húy, còn nghĩ Tôn Thiên Minh khó xử, vội nói, đội trưởng Tôn. Chúng tôi chỉ phụ trách điều tra tiền kỳ, chuyện bắt giữ dựa vào các anh, tôi hỏi viện trưởng tầng rồi, ông ấy biểu thị, chỉ cần quét sạch tổ chức này khỏi bệnh viện, Ông ấy bất chấp mọi giá. Đây là ám thị trong nghề, lấy đội trưởng Tôn làm chủ, đương nhiên kinh phí và vinh dự cũng ở lại chỗ họ, sắc mặt Tôn Thiên Minh dễ coi hơn một chút, vờ việc xua tay, chuyện này dễ nói, chúng ta cùng hệ thống, cùng một nhà cả, phân chia anh tôi gì chứ. Chỉ là kỳ hạn phân cục giao chỉ còn 3 ngày, bắt người thì dễ, quét sạch thì phải khiến chúng nhận tội, hơn nữa đảm bảo sau này không làm việc đó nữa, vậy thì không dễ. Xem lý lịch của đám đồng đại soái thì từ khi 15-16 đã vào trại quản giáo rồi, kẻ hành nghề lâu nhất tới 20 năm, tuổi nghề nhiều hơn tôi. Đau đầu nhất chính là ở đây, đám phạm tội nhiều lần, hơn nữa do nhiều lần bị đã kích, biết tránh nặng tìm nhẹ, nói đơn giản là không làm chuyện lớn, chỉ trộm ví, bắt được chỉ giam vài ngày lại thả, thả lại đi trộm, cứ lặp đi lặp lại. Lại có thứ tội phạm nghị lực như vậy sao? Lạc Gia Long tưởng xong rồi, ai về vui mừng quá sớm, Hỏi dư tội đang ngồi ghế sofa, làm sao đây dư nhi? Vấn đề ngay cả thể chế còn không giải quyết được thì anh nói tôi phải làm sao? Dư tội ngáp một cái dài. Câu này làm đội trưởng tôn hài lòng, vậy là có đường lui, hắn sợ nhất cái đám thanh niên trẻ mới vào nghề, chỉ bằng nhiệt huyết đâm đầu về phía trước khiến lãnh đạo tiến lui đều khó. Biện pháp thì có, tốt nhất là tìm gốc rễ bọn chúng, nhổ cả rễ lên thì thanh tịnh một thời gian, tiểu dư, thấy được chứ? Muốn nhổ tận gốc thì sẽ tốn thêm thời gian, giống như tòa thành, phải phá nền móng cho chúng sụp đổ, nếu chúng ta chỉ phá tường thì chẳng bao lâu chúng phá lại. Dư tội cũng tán đồng, chỉ là như thế sẽ tính chất vụ án khác hẳn. Đúng vậy, với đám phạm tội chuyên nghiệp này chỉ cần có chút gió lay cỏ động là chúng sẽ biến mất sạch, giờ tôi cũng không dám tới bệnh viện ung bú nữa, không ngờ chúng có nội ứng, bảo sao chỉ cần người của đồng công an hay đội hình cảnh tới là chúng đề phòng rồi. Công thiên minh vỗ tráng, không sợ lũ giết người phóng hỏa sợ nhất đám trộm vặt không hối cãi ai mà có thời gian tinh lực tiêu hao với chúng chuyện này thật ra không hề khó dư tội lại ngáp cái nữa nước mắt nước mũi chảy ròng ròng hôm qua hẹn hò đêm khuya lưu luyến mãi không về gió to sương nặng lại thêm uống rượu không đau đầu sổ mũi mới kỳ nhưng trong mắt người khác lại là hình tượng tận tụy vì nhiệm vụ hay nghỉ ngơi chút đã chiều chúng ta học tiếp tôn thiên minh thiện chí nói không sao khó chịu một chút, vẫn gượng được, kỳ thực bọn tội phạm chuyên nghiệp không sợ cảnh sát, vì chúng bị đã kích nhiều tới trơ lì rồi, cũng quen với phương thức hành động của cảnh sát, vì thế phân cục ba đừng xen vào vội. Ồ, cậu muốn diễn tiếp vài màn như hôm qua. Đội trưởng tôn lĩnh ngộ cũng không tệ. Đúng, diễn kịch, nhưng nội dung thì thay đổi. Tôi tán thành biện pháp này, nhưng hôm qua phía các anh đã đánh bị thương hai người của bọn chúng, chẳng may chúng cẩn thận tạm tránh phong ba rồi thì sao? Tôn Thiên Minh bắt đầu tính toán độ khả thi. Đội trưởng Tôn, anh nên nghĩ thế này, bọn chúng đã thoát rất nhiều lần kiểm tra rồi, gây dựng lên cả tổ chức tầng lớp trong ngoài, làm sao để bọn trộm vặt không biết từ đâu tới cướp đi địa bàn dày công gây dựng. Nếu nguy cơ xảy ra, bọn chúng sẽ dốc toàn lực để bảo vệ địa bàn, miễn là chúng không ngửi thấy mùi cảnh sát. Nói xong dư tội lại ngáp, chẳng thèm che giấu gì. Người ta là khách mời hết lòng vì công việc như thế, mình là chủ nhà lại đi sợ đầu sợ đuôi tôn thiên minh vỗ bàn được thế là dư tội được phái thêm hai cái xe đổi biển dân dụng thêm hai gương mặt lạ là thực tập sinh vừa vào đội khi cáo từ đội trưởng tôn còn ân cần hỏi han khuyên dư tội làm việc đừng quá liều mạng dư tội bị sự quan tâm này làm cảm động vỗ ngực nói anh tôn cứ bận việc lớn đi bọn trộm vặt để cho tôi dứt khoát đào tận gốc chúng lên nói thì hay đấy cũng có nghĩa là đừng xía vô chuyện của tôi là được dư tội khéo léo cướp quyền mà khiến người ta cam tâm tình nguyện. Chủ khách đều vui vẻ, công việc ngày thứ hai liền bắt đầu, trải qua một đêm mà thời tiết thay đổi hẳn, cơn gió lạnh đêm qua cuốn đi hết những chiếc lá còn ngoan cường trên cây, khung cảnh thêm tiêu điều. Nhiều người còn chưa kịp thích ứng vẫn ăn mặc mong manh nên co ro trong cơn gió lạnh, lạc gia long lái xe nhìn dư tội ngủ gà ngủ gật mắng, sao mệt thành thế này, không nghỉ ngơi cho tử tế à. Từ dư tội đáp qua loa, hôm qua cùng Lâm Vũ Tịnh thảo luận lý tưởng nhân sinh khuya quá, bị cảm mất rồi. Cậu không phải mệt mỏi quá độ, đừng giả vờ hăng say với nghề, làm đội trưởng Tôn không biết còn cảm động. Lạc Gia Long chẳng lạ gì người anh em này. Tôi đâu có giả vờ, ai nghĩ cái gì thì tôi làm sao quản nổi. Vả lại tôi liều mạng như thế, còn chẳng phải vì để anh lấy được nụ cười gia nhân, anh còn không biết xấu hổ mà nói tôi à. Kể nghe xem nào, hôm qua anh lưu luyến ở ngọc nữ phong hay là lạc lối về trong thủy liêm động dư tội nháy mắt này dư huynh đệ ân tình này tôi nhớ rồi nhưng chúng ta không đi sâu vào chuyện riêng tư được không cậu ngàn vạn lần đừng học thói xấu của hai thằng kia lạc gia long đau đầu trước kia cậu đâu lắm chuyện như thế sao giờ tò mò vậy được không đi sâu nữa nhưng mà anh hứa một bức ảnh bạn gái không được chơi xấu dư tội đương nhiên không giải thích vì sao mình thay đổi thế vở kịch tiếp theo diễn ra sao lạc gia long tránh đề tài mẫn cảm hỏi diễn viên đã dùng không thể dùng lại được nữa dư tội ngồi vắt chăn chữ ngủ đâm chiêu chuyện này đợi anh lo thì cơm canh nguội cả rồi diễn viên quần chúng đã tìm xong là nữ diễn viên anh là bên bỏ tiền đầu tư nếu hứng thú có thể dùng quy tắc ngầm thôi đi cậu là cái đồ đào bẫy khắp nơi ai dám tin mất phiếu ăn như chơi lạc gia long cảnh giác Hồi ở trong trường đám anh em bị dư tội gài bẫy suốt, cái thằng chẳng bao giờ mua phiếu ăn mà sống bằng phiếu ăn của người khác. Cực không, anh mà nhìn thấy nữ diễn viên sẽ trao đảo. Không tin, nói như thể tôi chưa thấy nữ nhân vậy. Lạc Gia Long không tin, hồi đi học còn chẳng ngày ngày nhìn trộm an gia lộ, người ta đẳng cấp nữ thần còn nhìn quen mắt rồi nữa là, xong tuyệt đối không mắc bẫy đi đánh cược với dư tội. Xe xuyên qua sương sớm lãng đảng đi tới một quán bán đồ ăn sáng ngoài lề đường cách bệnh viện đường sắt không xa. Dư tội ra hiệu dừng lại, Lạc Gia Long nhìn thấy Thử Tiêu và Lý Nhị Đông đang ăn sáng với một nữ nhân, biết là diễn viên quần chúng hôm nay, hắn chuyên môn lưu ý, nhưng nữ nhân đó vừa quay sang, tim đập thót một cái. Vô tình đạp chân ga, may dư tội đã dự liệu trước phanh lại, Lạc Gia Long một phen toát mồ hôi. Nữ nhân đó mặt trổ lốn đốn, răng thì siêu vẹo, tóc hoe hoe sơ sát tán loạn, mày như chổi, dù là lý nhị đông hay thử tiêu giả gái cũng đẹp hơn bội phần. Lạc Gia Long chấn kinh không nói lên lời, cậu thuê thôn phụ đâu ra. Mắt mũi kiểu gì thế hả, đá hoa của đội chống trộm cắp chúng tôi đấy, 12 năm trong nghề, choáng ván chưa. Lát nữa nói chuyện khách khí vào, chị ấy không thích mặt trắng như anh, chỉ thích đám sức môi lồi rốn như thử tiêu và lão nhị. Dư tội nhảy xuống xe chào ba người, gọi cả người phân cục ba xuống ăn sáng, dù sao vẫn sớm. Chao ôi, đúng là đóa hoa cảnh sát, Lạc Gia Long không kìm được nhìn nữ nhân kia lần nữa, khi xuống xe ăn sáng thì đóa hoa thực sự tới, Mã Bằng và Lâm Vũ Tịnh đi cùng xe của đội chống buôn lậu, mọi người ngồi cùng nhau chiếm hết cái quán nhỏ ven đường. Có điều Lạc Gia Long phát hiện ra một chi tiết nhỏ, Lâm Vũ Tịnh vừa ăn sáng vừa ngáp, thi thoảng dụi mắt, bộ dạng y xì đúc dư tội lúc nãy, đã thế ngồi cách xa nhau không có tí giao tiếp nào, làm như không quen biết vậy liên tưởng tới lời đồn thổi thử tiêu lan truyền, chẳng lẽ hoa tươi cắm phân trâu thật à? Ăn qua loa xong bữa sáng, đội ngũ lâm thời tới thẳng bệnh viện ung bú, phân công đã rõ ràng, dư tội và lý nhị đông nghênh ngang đi vào bên trong, lâm vũ tịnh và lạc gia long ở trong xe giám sát, mã bằng và thử tiêu chia ra ở xe khác tiếp ứng. Chờ đợi liền một tiếng, khi trên màn hình xuất hiện một người quen, lâm vũ tịnh phát ra tín hiệu, trong xe của thử tiêu, đóa hoa lâm tiểu phương trong trang phục nông phụ, đeo bao lớn đầu buộc khăn đi vào bệnh viện lúc này có hai tên trộm xác nhận thân phận tóc dài là kiều tiểu thụy đầu đinh là lý vân sương lâm vũ tịnh chú ý cách đi lại của chúng từ lúc bước qua cổng bệnh viện camera tối đa chỉ có thể ghi lại mặt bên của chúng khi tới đại sảnh thì cơ bản không quay được mặt nữa chỉ thấy gáy chúng kỹ thuật không phải là vạn năng lâm vũ tịnh cảm khái lần này có thêm một bài học giờ trừ nhắc nhở vị trí còn phương diện khác không giúp được gì nữa Nhận được cảnh báo từ Lâm Vũ Tịnh, Dư Tội và Lý Nhị Đông đi về phía cửa sau của khu phòng bệnh, cũng là cảnh nhốn nháo, người thân bệnh nhân ra vào không dứt, chẳng cần tốn thời gian đã thấy mục tiêu đứng ở góc chết camera đi tìm mục tiêu. Dư Tội cúi đầu xuống, đến khi ngẩng lên thì trán đã dán một miếng băng trắng, giống bệnh nhân từ khu phòng bệnh đi ra, thủ đoạn ngụy trang nhỏ che đi nửa khuôn mặt, thành công tới chỗ cách mục tiêu không xa không đánh động chúng. Thình lình Kiều Tiểu Thụy mở to mắt, ngạc nhiên chọc đồng bọn, hai người chấn kinh không ngờ có kẻ đang ăn trộm thời buổi này đúng là khó sống đến cả làm trộm cũng bị cướp miếng ăn thằng cướp cơm hôm qua còn tìm được hôm nay lại có thêm kẻ tranh ăn không thể chấp nhận hai thằng trộm tức giận vô cùng thằng tóc dài kiều tiểu thụy rút dao thủ công tới gần kiều tiểu thụy vừa đi đồng bọn phát hiện ra cái gì đó kéo cánh tay hắn lại hắn quay đầu nhìn đồng bọn sợ hãi đưa tay chỉ chỉ mã mẹ nó kiều tiểu thụy lùi ngay lập tức là cái thằng hôm qua khóc anh chết lại tới cách hai người 10 mét gườm gườm nhìn về phía chúng lại còn cố ý kéo vạt áo ra là con dao chọc tiết lợn dài mấy tấc làm hai tên trộm đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích thôi xong rồi gặp phải loại càng cặn bã hơn trộm cũng chia dâm bảy loại cái loại mang theo hung khí này là lũ chó nhất cặn bã nhất loại này trộm không được là xin người ta cướp luôn căn bản bất chấp nhìn cái mặt kia là biết loại bạc mạng rồi chưa tìm người ta người ta đã quay lại cướp chỗ làm ăn tiểu sướng làm sao dây kiều tiểu thụy không dám ra tay nữa bọn chúng còn làm ăn được tới bây giờ là vì giữ chừng mực không trộm được thì tránh không gây ra sự kiện ác tính nên lực độ đã kích bên trên dáng xuống chưa đủ cao chẳng may để xảy ra cướp của hại người thì tính chất khác hẳn địa bàn này không kiếm ăn nổi nữa hay là đánh tiếng với bạc ca lý vân xương tương đối cẩn thận vậy thì mau lên Đợi chúng nắc thủ thì chặn ở bên ngoài. Kiều Tiểu Thụy thúc giục. Vẫn cách cũ thôi, đen ăn đen, có điều lần này phải nhiều người một chút, nếu không hai thằng trộm vùng ngoài sẽ trùng mất. Trong khi Lý Vân Sương gọi điện, Kiều Tiểu Thụy theo dõi hiện trường, dậm chân sốt ruột, tới không kịp rồi. Thằng này ra tay nhanh quá. Đúng là không kịp, tên mặt dáng băng ra tay rất nhanh, Kiều Tiểu Thụy là dân trong nghề cho rằng thời cơ chưa chín mùi vậy mà tên đó chỉ cần áp sát một phụ nữ nông thôn, rõ ràng nguy hiểm rất cao, không ngờ người ta kỹ thuật cao hơn một bậc. Giả vờ hung hăng chen lấn thúc giục thu phí nhanh lên, người thu phí chửi lại vài câu, tích tắc túi của nông phụ bị rạch, người kia nhanh tay móc ra một cọc tiền. Qua thần kỳ, nông phụ kia chẳng biết gì cả, động tác thuần thục tới độ đâm người không chảy máu rồi, khiến đồng nghiệp cũng há mồm tháng phục. Nói thì dài chứ chuyện diễn ra trong chớp mắt, Dư tội thành công nên ngang bỏ đi, trợn mắt với hai tên đồng nghiệp đang nhìn chằm chằm, tự hồ khó chịu vì hành động của mình bị người ta nhiều thấy, nghĩ chốc lát đi tới phía hai người, có điều không đi một mình. Lý Nhị Đông cho tay vào trong lòng, cho thấy đang cầm dao sẵn sàng chơi nặng tay. Hai thằng trộm run sợ, hôm qua đã chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của bọn này rồi, ngay cả người mất sức chiến đấu còn bị chúng đánh nhập viện, giờ chỉ có hai người sao đấu lại, Kiều Tiểu Thụy thu giao thủ công lại dư tội tới gần giọng lành lạnh bọn mày người của ai đại ca chúng tôi là lão bạc lý vân xương giật mình bán lão đại không phải hắn cố ý mà là thằng kia dễ sợ quá bất giác đem lão đại ra đỡ bảo đại ca bọn mày xéo khỏi chỗ này không phục tới nói chuyện với tao dư tội trắng trợn cướp địa bàn mày mày là ai kiểu tiểu thủy rung lên thằng này lớn lối quá người của tam gia luận bối phận thì bạc ca bọn mày phải gọi là đại gia. Có điều tao không làm khó bọn mày, nhưng nếu bọn mày không cuốn xéo, đừng trách tao ác. Ngữ khí dư tội hòa hoãn vỗ vỗ vai cả hai. Ái già, thì ra là tiền bối trong nghề, đối phương là người của vô trộn trong truyền thuyết, cả hai bụng rủng chân tay, máy móc gật đầu. Quá non, giang hồ hiểm ác lắm các chủ em, tự xem mà làm đi. Dư tội tủng tiễn cười bỏ đi. Biến cố đột nhiên xảy ra, Dư tội vừa đi lý nhị đông dở trò xấu hô hoáng đứng lại cấm chạy mày ăn trộm phải không hai thằng trộm chưa kịp phản ứng cái quái gì thế này sao thằng đó lại đi tố cáo đồng bọn tiếng quát này vừa vang lên nông phụ kia đưa tay sờ túi thấy bị rạch một đường hét lên a à. thằng chết chém nào trộm tiền của tôi lý nhị đông chỉ hai thằng trộm đang đứng dậy mặt ra là bọn chúng đấy chính mắt tôi nhìn thấy là cái thằng cao cao ấy nói xong chạy mất nông phụ kia mất tiền ba máu sáu cân sông tới kiều tiểu thủy sực tỉnh rối rít phân bua không phải tôi không phải tôi tôi đứng đây nãy giờ á à. chát 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 liên hoàng vả lại thêm giật tóc cào cấu nông phụ đó khỏe như hùng vậy kiều tiểu thủy ứng phó không nổi rệt áo bị xé rách toang a à, phát hiện ra đồ rồi là cái khăn tay bẩn thiểu, nông phụ túng chặt lấy hắn khóc gào với quần chúng xung quanh mọi người thấy không, đây là khăn gói tiền của tôi. Tiền của tôi đâu rồi, đó là tiền chữa bệnh cho chồng tôi. Cái thằng vương bác đảng, thằng chết đâm chết chém. Vừa túng tóc kéo vừa đạp, mỗi đòn làm kiểu tiểu thụy ngạc thở, hắn thậm chí hoài nghi đây không phải nông phụ, làm gì có nông phụ nào cứ lựa chỗ hiểm mà đánh, đánh cho hắn nói không ra hơi, muốn giải thích cũng chẳng được. Loạn rồi, chớp mắt một cái hai thằng trộn kia biến mất, đám đông vây kín tầng trong tầng ngoài quanh nông phụ và tên trộm lý vân sương thấy tình hình như vậy làm gì dám cứu viện nơm nớp lo sợ chen lấn đám đông lủi ra ngoài men theo chân tường chạy mất đánh hắn đánh chết luôn đi tiền chắc chắn là trên người đồng bọn của hắn hỏi xem đồng bọn của hắn là ai nào đờm nào nước bọt nào ngón tay xỉa vào mặt nào là chân đá thi thoảng lại vài cái tác xây sẫm mặt mày gia quý người bệnh căm phẫn chớp mắt đánh cho kiều tiểu thụy không ra người vài phút sau còi cảnh sát vang lên mấy dân cảnh tới còng kiều tiểu thụy đỡ nông phụ đang khóc lóc lên xe phía bệnh viện sợ xảy ra hỗn loạn phái bảo an tới duy trì trật tự lúc này kiều tiểu thụy bị quần chúng phẫn nộ lăng nhục thảm hại đầu tóc tán loạn bị giật tóc tới rách da đầu quần áo thì không khác gì ăn mày mặt bị cào xước xác đầu cuối gục tới cả sức phân bua chẳng có a kiều Sống không tệ hả? Có người mỉa mai. Kiều Tiểu Thụy giật mình ngẩng đầu, toàn thân run rẩy, hắn biết người này đó là đội trưởng đội hình cảnh của phân cục 3, lần trước bắt một huynh đệ của hắn nhưng không có chứng cứ, bị trắng trả. Thôi bỏ mẹ rồi, nhận ra chuyện này giống bị đặt bẫy nhưng lại không giống, nhất thời không dám khẳng định, biết mình rơi vào tay người này thì thảm, tôi, tôi không làm gì hết, các anh bắt nhầm người rồi. Chán thật ai lên cái xe này cũng nói cái câu ấy, chẳng có gì mới mẻ. Tiểu ngũ, chụp ảnh hắn, tránh hắn lại đổ chúng ta ra tấn bức cung, đây là do quần chúng đánh, không liên quan tới chúng ta. Công thiên minh nói một cái, có cảnh sát trẻ chụp ảnh tanh tách, kiều tiểu thụy có chút xấu hổ che mặt. A à, kiều này, hay nên gọi là lục chỉ nhỉ, lần này nói sao đây, bị bắt tại trận đấy. Công thiên minh hết sức hả hê, nhìn cái tay trái dị tật thừa thêm một ngón của hắn tôi thực sự không làm gì cả do thằng kia nhét khăn tay vào người vu oan cho tôi kiều tiểu thụy nói một câu là đau tới suýt xoa mồm rách rồi trọng không sợ cảnh sát mà sợ nhất là quần chúng nhất là khi trên người không có tan vật hắn chẳng sợ gì a à kiều a à kiều tao nói mày thế nào bây giờ đến chút liêm sĩ tối thiểu cũng không có mày bị bắt vì tội ăn trộm năm lần trong giới có chút mặt mũi giờ lại đổ người ta hãm hại mày phải biết xấu hổ chứ Tôn Thiên Minh tỏ ra hết sức chán nản kinh thường. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.